Chi, thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh và anh Jimmy Thái lại trở lại với quý vị khán giả của San Diego. Chào anh Jimmy. Chào chị Vân Anh và kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Lâu quá không gặp lại quý vị. Vâng, chúng ta vừa mới qua một cái mùa lễ tạ ơn, thì trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi Vân Anh và anh Jimmy Thái xin được thông báo với quý vị về một cái event rất là đặc biệt sắp tới. Quý vị còn nhớ là trong nhiều năm vừa qua, anh Jimmy cùng với hội Build School Foundation mỗi năm tổ chức một cái event rất là vui nhộn và được rất là nhiều người hưởng ứng, đó là hiking đi bộ trên núi để mà gây quỹ cho hội Build School Foundation, mang một cái sắc thái mới lạ, một cái event giúp cho sức khỏe mà lại gây quỹ cho cơ hội thiện nguyện của anh. Và thưa quý vị, đặc biệt ngày lần sắp tới đây, vào ngày 4 tháng 12 sắp tới thì anh Jimmy Thái cũng tổ chức một cái buổi đi bộ để gây quỹ, tuy nhiên gây quỹ cho tu viện Lộc Uyển của chúng ta. Thì ngày hôm nay để biết thêm chi tiết, Vân Anh xin mời anh Jimmy. Dạ, cảm ơn chị Vân Anh và một lần nữa, Jimmy Thái rất là hân hạnh được quay trở lại với quý vị khán giả của đài VNTV thân thương của chúng ta. Và giống như chị Vân Anh nói là mấy năm trước, 6 năm rồi, năm nào Jimmy Thái và tổ chức Build School Foundation của mình cũng tổ chức một cái buổi đi bộ để gây quỹ, đó là buổi gây quỹ chính cho hội. Thì tại sao năm nay, năm 2022, Jimmy lại không có gây quỹ cho hội mà cũng tổ chức một cái event như vậy, nhưng mà tổ chức tại cái tu viện Lộc Uyển ở Escondido của chúng ta mà lại gây quỹ cho mấy thầy mấy ni ở đó? Thì có hai lý do chính, xin thưa với chị Vân Anh và quý vị. Thứ nhất là cái tổ chức Build School Foundation của mình năm ngoái, khi mà Jimmy tổ chức đi bộ vào tháng 9, Jimmy đã nói đó là cái buổi đi bộ cuối cùng, vì chúng ta sẽ có đủ sở hội để chúng ta đạt được cái Vision 100, tức là mình xây 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 cho được 100 cái điểm trường, xây 100 cái cầu trên toàn thế giới. Và tháng 5 năm này, tháng 5 2022 này, Jimmy đã đạt được cái mục đích đó rồi, đã được Wow. 100 cái trường rồi. Dạ, mình đã đạt được cái đó rồi. Cho nên bây giờ Jimmy nghĩ là Jimmy sẽ không có gây quỹ đi bộ cho trường nữa, nhưng mình sẽ làm cái khác. Và một cái điều thứ hai nữa là quý vị không có biết là trong vòng 4-5 năm rồi, Jimmy và nhà của mình là Lily đã rất tới tu viện Lộc Uyển để mà rèn luyện cái mindfulness, tức là sống cho cuộc sống mình có chánh niệm. Nó không có dính dáng về tôn giáo, cho dù mình là đạo Phật, bà xã là đạo Chúa, nhưng bây giờ cũng theo Phật giáo. Nhưng mà mình tới đó mình rèn luyện cái bớt đi cái tham sân si, và mình tăng lên mình làm tốt hơn cái thân khẩu ý của mình rất là nhiều. Thì cái đó là cái điều mà Jimmy cảm thấy tu viện Lộc Uyển nó có một cái sự lợi lạc rất là thiết thực đối với cái gia đình của mình, hai đứa con gái, cái tình cảm của Jimmy với lại của vợ chồng đối với con mình nó cũng tốt hơn nữa. Đó là cái lý do tại sao khi mà cái tháng 8 năm này, khi mà nhà của Jimmy đi tu học ở Lộc Uyển và có một cái khóa tu học, thì nhà mình đi tu học cho nó 1 tuần, xong về nói ô mấy thầy đang cần phải tăng thêm cái tăng xá cho nó rộng ra, tại vì bây giờ là cần 40 thầy ở trên đó mà chỉ có một cái, và ở một cái nhà khoảng chừng 3.000 mét vuông, 3.000 square feet đấy, right? Thì 3.000 square feet thì quý vị cứ tưởng tượng như là cái căn nhà mình ở như vậy đó, mà có 30 người trong đó, và bây giờ họ chuẩn bị có thêm khoảng 40 người vô nữa. Thì quý vị tưởng tượng cái căn nhà của mình 3.000 square feet mà có tới 60-70 người thì nó chật tới mức nào. Cho nên cái nhu cầu cần phải mở rộng ra, rất là nhiều người đi tu bây giờ, cho nên có rất là nhiều người đi tu. Thì bà xã về, bà xã nói là ồ, cái birthday năm nay bà xã chỉ muốn Jimmy help cái tu viện Lộc Uyển để mà làm một cái fundraising. Thì Jimmy nói là ồ, như vậy thì cũng rất là tiện để mà làm, cho nên Jimmy sẵn sàng làm cái đó, để làm một là làm vui bà xã, thứ hai là cũng có cái duyên mình giúp cho quý vị, quý 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 thầy quý quý ni ở đó mà mình rất là tôn trọng, mình rất là kính mến họ. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà Jimmy tham gia tổ chức, đứng ra làm việc chung với mấy thầy để tổ chức cái buổi đi bộ gây quỹ vào cái ngày 4 tháng 12, tức là chỉ trong vòng chưa tới 1 tuần nữa. Đó là cái hai cái lý do chính, một là làm cho bà xã vui, thứ hai nữa là để cho giúp mấy thầy, vì mình thấy cái nhu cầu của mấy thầy sống rất đơn sơ mà bây giờ họ quá chật chội và họ có điều kiện, cho nên đó là cái lý do mà muốn thưa với quý vị và thưa với chị Vân Anh. Vâng, cảm ơn anh Jimmy rất là nhiều với chi tiết vừa qua. Và thưa quý vị nào mà chưa có ghi danh để tham gia cái buổi đi bộ cho tu viện Lộc Uyển một buổi sáng
ngày cuối tuần quý vị đến tham gia. Và khi mà quý vị nghe cái chữ tu tu viện Lộc Uyển đó quý vị, thì quý vị nghĩ là nơi đó dành cho những người Phật tử. Nhưng mà thưa quý vị, đã từ lâu anh Jimmy biết không, khi mà bên anh có bạn bè hoặc là người thân từ xa đến thì luôn đưa đến tu viện Lộc Uyển là một trong những cái thắng cảnh, đó đã trở thành một trong những cái nơi đẹp mà cần thăm viếng của cái list của bên anh. Cho nên khi quý vị đến đó, không có phân biệt tôn giáo gì cả, chúng ta sẽ đến đó đi bộ. Và chúng tôi được ban tổ chức cho biết đó là có 3 group, cho nên quý vị nào mà chân đau hoặc là không có leo núi được, quý vị cũng có thể tham gia. Và một cái rất là hấp dẫn đó quý vị, là khi mà chúng ta đi bộ xong rồi sẽ có phần văn nghệ, và sau đó sẽ được ăn trưa ăn chay rất là ngon tại tu viện Lộc Uyển, phải không anh Jimmy? Đúng rồi, thì có mấy cái vấn đề mà Jimmy xin nhắc với quý vị, giống như chị Văn vừa trình bày, mình có ba cái, tại vì cái tu viện Lộc Uyển nó mỗi chủ nhật là có 300-400 người. Sau Covid thì người ta hạn chế, tại vì người ta không có muốn đông người quá, chứ trước đó mà mỗi Sunday, mỗi ngày chủ nhật Jimmy tới là có khoảng 300 người, 400 người, mà đa số giống như Văn Anh nói, họ là người nước ngoài nhiều hơn là người Việt. Tại vì đây không phải là một cái tu viện hay một cái thiền viện mà tới đó là tụng kinh gõ mõ hay là mình xin xỏ điều này. Đây là một cái nơi tới để cho mình tự động mình rèn luyện cái thân khẩu ý của mình. Và cái mà Jimmy cảm thấy mình thích nhất á, là cái được đi thiền hành và cái được nghe pháp và nghe chia sẻ tất cả những cái gì mà những cái người đang tới đó họ đang struggle, họ đang có gặp khó khăn trong cuộc sống, trong gia đình. Đó là cái điểm mà Jimmy cảm thấy rất là lạ, tại vì là một người communication coach. Đối với Jimmy á, cái communication, cái mà nói chuyện với nhau nó rất là quan trọng. Đó là cái lý do tại sao Jimmy học được rất nhiều từ Lộc Uyển, và mình cũng đem những cái bài học của mình áp dụng vào những cái leadership training hay những cái communication training của Jimmy, và nó rất là effective với student của mình, với tất cả những người CEO. Cho nên khi mà quý vị tới, có 3 level, có 3 cái nhóm, tại thầy Jimmy vừa làm việc với mấy thầy sáng nay và ngày mai cũng quay trở lại nữa, ngày hôm nay tuần này chắc ngày nào cũng lên trên đó để làm việc với mấy thầy với mấy ni. Thứ nhất là mình có trình độ dễ nhất, tức là quý vị lớn tuổi, các bác cao niên lớn tuổi vẫn có thể đi được, tại mình sẽ đi từ 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 từ, và mình sẽ quay lại mình về uống trà, mình có nói chuyện với nhau rất là thân thương. Cái thứ hai là những người bình thường, tức là nếu mình đi được 3-5 cây số, tức là khoảng 3 dặm Anh á, 3 mile, thì mình đi được. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm Jimmy và 1-2 thầy rất là thích leo núi, thì sẽ là người nhóm lãnh đạo chánh. Đó là mình sẽ đi khoảng 3 dặm Anh 5 cây, nhưng mà mình phải leo trèo những cái đồi, những cái núi. Tại cái Lộc Uyển quý vị, nó rất là đẹp vì nó là 400 mẫu đất, mẫu ta, và nó hùng vĩ vì nó có núi, có đồi, cho nên rất là nhiều cơ hội để cho mình đi leo núi, mình trải nghiệm và mình hòa mình với thiên nhiên. Đó là một trong những cái điều mà nó làm cho mình rất là vui. Và khi quý vị tới đó, nó có 2-3 cái điểm đặc điểm là ngày mai Jimmy sẽ đi Santana, Jimmy sẽ đi pick up 400 cái nón lá ở trên Santana, vì mình sẽ phát những cái nón lá đó cho mọi người. Wow. Quý vị tưởng tượng 400 người chúng ta đội những cái nón lá và chúng ta đi trong núi rừng như vậy, thì Jimmy, cái cảnh nó sẽ rất là đẹp. Và hy vọng là có ai sẽ có drone hay là sẽ có photographer để mình đứng trên núi cao mình chụp xuống từ trên mình cái cảnh, những cái cảnh nó rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng với gia đình bạn bè để có một buổi sáng chủ nhật thật là an lành, với một cái không khí hòa cùng với thiên nhiên tại tu viện Lộc Uyển. Và sau khi mà chúng ta đi bộ rồi xuống rồi thì tập trung lại, chúng ta sẽ được ăn trưa chung với các thầy, và quý vị sẽ có một cái nón nữa phải không quý anh Jimmy? Và bên anh nghe nói là sẽ có chương trình văn nghệ đúng phải không anh Jimmy? Đúng rồi, ngoài cái vấn đề là mấy ni và cái ban ẩm thực của thiền viện Lộc Uyển, cái tu viện Lộc Uyển là đang chuẩn bị 500 Wow. 550 ổ bánh mì, tại vì mình sẵn đồ chay nha quý vị nhớ nha, tại vì dù sao đi nữa mình không nói tôn giáo là gì, nhưng mà đây là cái vùng để mình tới mình tập, cho nên mình vẫn phải ăn chay, cho nên 550 ổ bánh mì mấy thầy confirm là mấy thầy sẽ làm. Và mình chỉ giới hạn là chỉ có được 500 người thôi. Nhưng mà Jimmy biết là bây giờ cái số lượng di dân của mình là gần 400 người rồi quý vị ơi. Wow. Cho nên quý vị phải vào cái website. Cái lý do mà mình ghi danh nó không phải là ghi danh để đóng 20 đồng,
Tại vì thiệt ra những cái gì mà quý vị nhận được, chẳng hạn như cái nón, Jimmy phải đi Santana đi pick up cái nón lá Việt Nam nha. Jimmy không có cái để đây để đổi cho quý vị thấy, nhưng mà cái nón Việt Nam quý vị đi bộ với Bill School thì quý vị biết cái nón lá ai cũng thích bây giờ là một cái mốt đó, một cái trend đó. Cái nón lá đó quý vị biết là bây giờ là nón lá hàng hóa từ Việt Nam qua bên Mỹ rất là khó khăn, và cái logistics, cái shipping nó cost rất là nhiều, thì Đúng Jimmy rồi. phải đi Santana mới mua được, và phải mua người ta để giá thiện nguyện cũng là 4 đồng rồi quý vị. Và giờ mình được ăn trưa, mình sẽ có nước, mình có văn nghệ, và đặc biệt nữa là Jimmy vừa mới xuất bản một cuốn sách về lãnh đạo sau khi mình xây được 100 cái điểm trường với nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Họ mua bản quyền, Jimmy viết bằng tiếng Anh, người ta dịch sang tiếng Việt, và đó là cái cuốn sách mà Jimmy chỉ mang về được có 200 cuốn thôi, và Jimmy sẽ tặng 100 cuốn để mà quý vị nào mà muốn nhận cuốn sách về tất cả những cái nghệ thuật lãnh đạo hay những cái nghệ thuật mà tại sao Jimmy xây được 100 cái điểm trường trong vòng 7 năm như vậy và hoàn toàn là thiện nguyện, thì quý vị có thể cuốn sách này đã được nhà xuất bản Phụ nữ dịch sang tiếng Việt rồi, cho nên cái này quý vị có thể mua sách tiếng Việt đọc, không cần phải đọc tiếng Anh thì cho nó về. Còn nếu ai muốn đọc sách cái bản tiếng Anh của Jimmy thì sẽ tháng sau nó sẽ ra trên Amazon. Thì đó là những cái mà quý vị sẽ tới ngoài vấn đề vận động cơ thể, gặp gỡ tất cả các người quen, rồi rất cái người chống tăng thân của mình, quý vị còn có rất là nhiều lợi lạc, từ nón thì tới sách cho tới nghe văn nghệ, được ăn bánh mì chay. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn anh Jimmy rất là nhiều đã đứng ra để mà làm cái công tác phải nói là thật là khó khăn này. Trong những cái dịp lễ cuối năm ai cũng muốn tập trung thời gian để mà vui chơi hoặc họp mặt với bạn bè, nhưng mà anh Jimmy lại đứng ra để cảm ơn anh Jimmy rất là nhiều, và hy vọng là gặp tất cả quý vị và các bạn trong ngày Chủ nhật sắp tới. Quý vị nhớ đến nhé, bắt đầu 8 giờ là ghi danh, rồi bắt đầu 9 giờ là đi vào ông anh, đi bộ phải bắt đầu vào ông Đúng anh. là chị. Dạ, cứ tập trung về đó khoảng 8 giờ, 8 giờ rưỡi. Mình tập trung xong rồi tới khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ là mình sẽ bắt đầu mình đi bộ. Mình đi bộ 2 tiếng, tiếng rưỡi 2 tiếng, xong mình xuống mình sẽ có nước trà, mình sẽ ăn bánh ngọt. Xong rồi mình sẽ có một phần văn nghệ nhỏ nhỏ. Mình sẽ có những cái buổi giới thiệu về về thầy, tức là thiền sư Thích Nhất Hạnh, người đã sáng lập ra cái tu viện này. Có những cái event rất là đặc biệt ban tổ chức sẽ dành cho quý vị, và dĩ nhiên là sẽ có được ăn chay. Dạ, cảm ơn chị Vân Anh, cảm ơn quý vị. Quý vị ơi giúp Jimmy đi, tại vì Jimmy hứa với mấy thầy là Jimmy sẽ gây quỹ cho mấy thầy 50.000, mà nếu không quay quỹ đủ cái số là chắc Jimmy phải lên đó nấu mấy bữa ăn, hay là phải làm mấy ngàn bữa cái bánh mì cho những cái buổi kế tiếp. Cho nên hy vọng quý vị sign up và mình sẽ hẹn gặp nhau vào ngày 4 tháng 12 sắp tới đây quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh Jimmy, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong chương trình sắp tới.